Cũng trong hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tham dự và chủ trì diễn đàn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn. Đặc biệt là có sự có mặt của 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 hợp tác xã tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Diên và đại diện nông dân xuất sắc của tỉnh đã tham dự diễn đàn. Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, bài học và cơ chế chính sách nhằm khuyến khích thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. Vấn đề mà ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đặt ra tại diễn đàn là từ thực tế của An Giang cho thấy, việc Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, cụ thể là vận động thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác là hướng đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là Hội Nông dân đang rất cần có thêm công cụ về chính sách cũng như hỗ trợ về kinh phí để Hội Nông dân tiếp tục vận động thành lập được nhiều hơn các hợp tác xã, tổ hợp tác mới.